Rồi tiếp theo, số tra tính kinh 120. Tê lặp lại, người làm bảo làm đó được nhận thấy phải không? Phải rồi. Chính kinh 125 á. Như vậy điều đó không có khổ cùng tột, không có sự cắt đứt, không có không dính mắc liên tục, phải không? Không nói như thế. Đây lặp lại, người làm bảo làm đó được nhận thấy phải không? Phải rồi. Đây cái tượng là như vậy, không có khổ cùng tột, không có cắt đứt, duy tịch, phải không? Đây đó mà không được nói như thế. Như vậy điểm thứ nhất đó, chúng ta thấy rằng T lặp lại cái mệnh đề ở trên câu 24 á, người bảo làm đó được nhận thấy hay không, thì đây đó là không nên nói như thế. Ở trên câu 124 á, thì câu 125 nè, đây là lại người làm bảo làm đó được nhận thấy phải không? Thì đây đáp là phải. Phải rồi. Đây lặp lại mệnh đề trên để xác định lập trường của đề. Khi nãy hỏi á, nghiệp tốt xấu được nhận thấy phải không? À, nghiệp tốt xấu được nhận thấy, người bảo làm được nhận thấy phải không? Phải rồi. Người làm và bảo làm đó được nhận thấy phải không? Đây trả lời là không nên nói như để bị vướng lại. Không, đây là lặp lại, người làm bảo làm đó được nhận thấy phải không, để xác định lập trường của B. Nếu tới đây B cũng cứ đáp rằng là không nên nói như thế thì luận điểm tới đây dừng lại, đã chấp nhận thua rồi đó, dừng lại. Nhưng mà B không có dễ gì mà chấp nhận thua nha, tinh thần hướng ảnh vẫn còn nè nha. Thì phải trả lời là phải rồi. Thì lúc đó B mới đưa ra một vấn đề khác, nếu là như vậy đó, cái nghiệp tốt xấu nè do người làm, quên rồi, cái người làm được nhận thấy người bảo làm được nhận thấy thì sẽ không có sự khổ cùng tột, tức là không chấm dứt được khổ. Mà thực tế chúng ta thấy bây giờ một người đang bệnh đúng không? Phải không? Khổ không? Cái người kia bảo đừng có khổ, được không? Người kia bảo hết bệnh,
Có hết không? Nếu không hết thì làm sao thì người đó làm được, nhận thấy được đúng không? Nó tự mình làm cho hết mình được không? Có không được. Có phải không? Mà người cái đó đó như vậy không có khổ cùng khổ. Bởi vì rõ ràng trước đây người là người rõ làm. Trước đây ở thời trước á, người làm thì người rõ làm á, còn khổ không? Hay là có khổ không? Trước á, trước kiếp trước chúng ta có khổ không? Nè, kiếp trước chúng ta có khổ không? À, bây giờ có khổ không? Bây giờ chúng ta là người làm và người bảo, bảo làm đúng không? Trước đây có khổ, hiện tại cũng vậy, tương lai còn khổ không? Tại bất biến mà, tại bất biến, người bất biến đúng không? Người thường ăn bất, bất biến. Mà người làm, người bảo làm, tức là người chủ của ngũ quẩn này phải không? Cho nên bỏ căn nhà này đi căn nhà khác. Cái thuyết linh hồn ấy, nó bỏ căn nhà này đi căn nhà khác. Chết thì cái linh hồn này nó bỏ cái thân xác này đi tìm một cái thân xác khác nó trú vô đúng không? Nó gọi đầu thai đó. Hiểu không? Đấy là nó là nó đi nó tự làm rồi, hoặc là nó bảo người khác làm cho nó đúng không? Đấy. Mà trước đây nó đã là khổ đúng không? Cái linh hồn này trước đây nó khổ đúng không? Cái tự ngã trước đây nó khổ đúng không? Hiện tại bây giờ khổ không? Mà nó bất biến nữa thì nó sẽ không có sự chấm dứt cái khổ. Bởi vì nó bất biến mà, nếu nó biến, nó thay đổi thì mà hiện nay đã khổ đúng không? Hiện nay nó đang khổ đúng không? Cái người này đang khổ đúng không? Mà nếu nó thay đổi thì mới là không còn khổ đúng không? Có phải không? Còn nó bất biến thì nó vẫn cứ khổ đúng không? Hiểu chưa này không? Cho nên tê với cái lượng như vậy không có sự khổ cùng khổ. Nó không có chấm dứt khổ được. Trước đây nó đã khổ, người bất biến này trước đây đã khổ đúng không? Hiện tại cũng khổ đúng không? Mà vì nó bất biến thì tương lai nó cũng vẫn cứ khổ. Vì nó bất biến cho nên tương lai nó phải khổ. Còn nếu như nó thay đổi thì tương lai nó sẽ không khổ. Mới có khổ cũng cột đúng không? Khổ khổ chính chứ khổ. Điểm nữa, không có sự bây giờ theo chân pháp thì mình có 10 sự yên cái đúng không? 10 sự yên cái cuộc nó gọi là kiếp sử đó. Sử là sự dây, còn kiếp là chắc chắn. Như ngồi kiết già đó, ngồi một tư thế đéo chân chắc chắn á, nè chữ kiết đây là chắc chắn, sử là sợi dây. Nó còn có tên gọi khác là thằng thúc, thằng thúc, thằng là sợi dây đó, thằng thúc, thằng có rê nha. Cái sợi dây kiếp sử này nó là sân vô cái án. Nếu mà đi nó là sân vô cái án. Như thế kia là sân vô cái án. Sân là một tiếng đầu ngữ là đặc biệt hay là nhấn mạnh. Vô cái án là trói lấy. Trói lấy một cách đặc biệt. Hay là sự trói lấy được nhấn mạnh, tức là chắc chắn. Như gọi là về cái kiếp sử. Mọi sự kiếp sử đó là nhất là thân kiến. Ngoài đi,
nó rối chắc vào đâu? Nó rối chắc vào trong tam giới. Nó gọi là trói chặt, mà trói chặt vào đâu? Trói chặt vào trong tâm giới. Năm sợi dây này mới gọi là năm trói, năm sợi dây trói buộc bọc thắt. Còn năm sợi dây này có tiếng trời nè, gì vậy? Ai sát, ai đồ sát. Đúng rồi, ai sát, ai đồ sát. Năm sợi dây này được gọi là dây là bậc cao. Bậc thách này nó chỉ cho việc chết. Bậc cao này chỉ cho sắc giới, rồi vô sắc giới. Bậc pháp là chỉ cho dục giới. Trong dục giới thì nó chia làm hai cái nữa, khổ và nhẹ. Thì ba cái thời gian này nè, nó trói vào trong cái cảnh khổ. Bao giờ còn nó thì còn hy vọng rớt xuống cái khổ. Bao giờ còn thân kiến hoài nghi với cấm thủ thì lúc đó vẫn còn hy vọng rớt xuống địa ngục. Vẫn còn hy vọng nha, chưa mất hy vọng hết đâu. Rớt xuống làm địa ngục là súc sanh, ngạ quỷ, Atula. Bao giờ cắt đứt ba sợi dây này thì không còn hy vọng rớt xuống bốn nữa, không còn hy vọng nữa. Mà bao giờ cắt đứt nữa sân và tham dục thì không còn rơi vào dục giới nữa, chỉ còn có sắc giới vô dục giới. Đây là 10 sợi dây, gọi là 10 sợi dây trói buộc. Cho nên nó bê nói rằng là không có không có không có không có không có, tức là không thể nào mà có thể cắt đứt được. Bởi vì cái người này được nhận thấy này. Cái người được nhận thấy nè, mọi người đang nhận thấy là bất biến. Cái người được nhận thấy này hiện đang được nhận thấy đó, nó còn thân kiến nè, hoài nghi nè, giới tâm thủ. Cái người được nhận thấy này nó đang có thân kiến hoài nghi mà nó bất biến nữa, thì vấn đề cắt đứt ba sợi dây này không xảy ra. Bởi nó bất biến mà hãy cắt đứt nó rồi á, thì mới nó không còn bất biến, mà nó thành là thay đổi, đúng không? Vô thường, đúng không? Có vô thường thì cắt đứt được, còn không có vô thường thì nó vẫn cứ còn thân kiến và nghi vấn thủ, bởi nó bất biến. Cho nên tay kết luận là như vậy đó, thì sẽ không có khổ cùng tột, tức là chấm dứt cái khổ, không có không cắt đứt, tức là còn hoài đó, sợi dây trói buộc vẫn còn hoài, không bị cắt đứt được, và cũng không có duyên duyên tịch. Cái người này nếu duyên tịch thì mất rồi, mà thay đổi rồi mất rồi, thì làm sao là bất biến được? Hiểu ý nghĩa này không? Cho nên về các tụi này nếu như vậy thì sẽ không có sự chấm dứt luân hồi. Nó nôm na vậy nè,
bởi vì người làm, người bảo làm được nhận thấy như vậy. Mà người làm thì người bảo làm bất biến, người thực hành pháp, người thực hành pháp người đang tu tập người giới định tuệ, đang thực hành pháp đó đó, có phải là người làm không? Có phải người làm không? Người đang tu tập thiền, người đang giữ gìn giới, người đang tu tập về quán minh, có phải là người làm không? Phải không? Mà cái người này bất biến đúng không? Có phải không? Thì làm cách mấy làm cuối cùng nó cũng là vậy thôi. Có phải không? Tại vì nếu mà tu tập giữ giới, thiền định, tu quán mà thay đổi thì cái người này sẽ được viên tịch đúng không? Chứ nè, còn nếu không thay đổi thì người này vẫn cứ vậy thôi, không thể viên tịch được đúng không? Nếu viên tịch thì đâu còn là bất biến nữa. Cho nên người làm nè, thực hành nè, cuối cùng cũng không có sự khổ cùng khổ, tức là chấm dứt cái hậu viên tịch được đúng không? Có hiểu cái này không? Có hiểu ý của bên đây cũng nói vậy không? Cái người đang thực hành pháp là mình thấy người làm không? Người đang giữ giới mình thấy không? Người đang tu thiền thấy không? Người đang tu tập về quán minh thấy không? Đó là người làm được thấy không? Phải không? Cái người làm này không bao giờ thay đổi đúng không? Bất biến mà. Mà hay bất biến nghe, ông khổ vẫn cứ khổ, ông làm cho mấy ông cũng vẫn cứ khổ đúng không? Tại vì đâu có thay đổi được, cho nên nó không có sự khổ cùng cũng tốt. Hiểu chỗ này, hiểu ý nghĩa chỗ này không? Nè, yeah. Nói như vậy thì đồng nghĩa như gì? Đồng nghĩa người thành pháp mà như cũ, cách nào chứ nữa, nỗ lực cách mấy chăng nữa, giữ gìn cách mấy chăng nữa, nó cũng như cũ, không có kết quả gì thay đổi hết. Tại người bất biến mà, đúng không? Thì nó rơi vào vô quả kiếp. Tức là chủ trương rằng là không có kết quả của cái hành động, không có kết quả hành động. Vậy lặp lại cái ví dụ nè, người theo đây là bất biến đúng không? Không bao giờ thay đổi đúng không? Giờ cái người này nè, giữ giới nè, phải không? Phải không? Tu thiền nè, đúng không? Rồi thì quán là quán minh nè, phải không? Tất cả cái này cũng trở lại bất biến đúng không? Người là bất biến, làm cách mấy thì cũng trở thành bất biến rồi đúng không? Cứ phải không? Thì bao nhiêu cái việc làm gì nó dẫn tới là không có kết quả đúng không? Mà dẫn tới cái loại là kiến là vô quả kiến. Nát thí pha lá qua đá, làm gì làm cũng không kết quả vậy hết. Đây là chủ thuyết của Purana Kassapa đó. Purana Kassapa đó nè. Ông chủ trương rằng á, sự thanh tịnh của nhân duyên để khiến cho có cái sự ô nhiễm của chúng sanh không có. Nhân duyên khiến cho có sự thanh tịnh của chúng sanh không có. Chúng sanh bị ô nhiễm, không có nhân, không có duyên. Không có nhân, không có duyên khiến cho chúng sanh được sự thanh tịnh. Thì quách trá quách tá mới hỏi Đức Phật. Sau này vậy này Đức Cha không giá đoạn. Hôm nay là một du sĩ mà chịu có học hỏi.
Nhờ hỏi Phật nghe Bạch Đức Thế Tôn Purana Kassapa, Purana Kassapa, Kassapa là họ, Purana là cái tên, ông này là cái cốt á, gốc của người Nô Lệ. Nhưng mà ở trong một cái gia tộc đó đó, khi ông sanh ra đó, thì cái số Nô Lệ trong nhà chủ á, tròn đúng 100. Cho nên đặt tên là Purana. Mà hồi đó ta tin rằng cái người nào mà sanh ra người thứ 100 trong nhà đó, làm cho nhà chủ được thịnh vượng lên, được phát triển là tốt. Cho nên cuộc đời từ nhỏ tới lớn không bị chủ sai làm bất cứ chuyện gì hết, mà cũng không ai sai làm gì hết. Muốn làm cũng làm thôi. Nô lệ mà giống như ông vua, nhưng mà vẫn giữ thân phận nô lệ thôi, mà không ai sai làm gì hết. Muốn làm thì làm, không làm thì thôi. Để người làm cho chủ được thịnh vượng mà, của tiên một. Nhưng mà cuối cùng sướng nghe cũng chán nè, mới bỏ trốn đi thành lập giáo phái. Và ông chủ trương là không có nhân không có duyên cho chúng sanh được thanh tịnh, không có nhân không có duyên cho sự thanh tịnh chúng sanh, không nhân không duyên cho sự ô nhiễm chúng sanh, và không có nhân không có duyên khiến cho chúng sanh được thanh tịnh. Đức Phật à, Quách Cá, Quách Tá tới hỏi Đức Phật, hỏi ý kiến Thế Tôn sao? Thế Tôn nói ta nói có nhân có duyên, có nhân có duyên cho sự ô nhiễm của chúng sanh, có nhân có duyên cho sự, tức là có cái kết quả đó. Còn chủ kiến vô quả kiến này là của Purana Kassapa, tức là làm cái này làm không có kết quả gì hết, tới lúc nào đó là tự giải thoát ấy thôi, nó không có kết quả gì hết. Cái Phật này nói là có nhân duyên nó dẫn tới ô nhiễm chúng sanh, có nhân duyên nó dẫn tới thanh tịnh chúng sanh, trong thanh có bao giờ dạy này này chú sĩ, nếu như sắc nhất hướng khổ, sắc á nhất hướng khổ, thì chúng sanh sẽ không đắm nhiễm trong khổ. Có ai đắm nhiễm trong cái khổ bây giờ đó? Bệnh cần phải uống thuốc, mà cái thuốc mà thuốc bắc nó đắng rồi, uống nhăn mặt giống như uống thuốc độc vậy á. Có ai thích cái thuốc bắc đâu, nó cần phải uống thôi, đúng không? Nè, mỗi lần cầm chén thuốc lên á lại cảm giác như bị tra tấn vậy hả, bắt buộc phải uống thôi. Nếu mà sắc khổ thì không ai nắm nhiễm ở trong sắc hết, nhưng mà sắc nó có lạc đúng không, sắc có lạc đúng không, do sắc có lạc cho nên chúng sanh bị nắm nhiễm. Nắm nhiễm mà khi cái lạc này nó bị mất đi, bị vô thường á, thì nắm nhiễm sẽ tăng ra là phiền muộn đúng không. Đây là nhân duyên lý do ô nhiễm của chúng, chính xác. Hiểu ý nghĩa này không? Có hiểu ý nghĩa này không? Nếu sắc nhất hướng khổ thì không ai tham đắm cái khổ đó. Nhưng mà sắc nó có lạc, do đó có một số chúng sanh đắm nhiễm trong lạc đó đúng không?
mà khi lạc nó không còn nữa, ví dụ đang xinh đẹp vậy chẳng may nó bị một cái tai nạn gì đó, nó xấu xấu là buồn khổ không, giống kiểu Cẩm Nhung vậy, phải không? Mà buồn khổ đó phải phiền não sanh khởi không? Thậm chí da mặt mà nổi một mụn lên là phải kiếm thuốc nào để tẩy liền nè. Nó sợ ra là nó nổi mụn bọc mụn gì đó khó chịu, đúng không? Như đó thôi nè. Về cái tâm đó, khi mà cái đạt này nó biến mất, da hồng hào thì phải không, sáng say soi gương rồi thấy da mặt mình nó tươi như là bông sen vậy đó là khoái lắm. Hôm sau coi lại soi gương coi sao mà nó tàn tạ vậy đó, nổi ba cái mụn cám lên, tìm cách thoa cho nó mất đi rồi chẳng hạn. Thì nó phiền muộn sanh khởi, phiền muộn nó là phiền não đúng không, thì ô nhiễm nó nằm chờ đó. Đó là chân duyên khiến cho chúng sanh bị ô nhiễm. Đã. Bây giờ nếu mà sắc nhất hướng lạc luôn luôn là lạc đó, nếu sắc cứ luôn luôn là nó đẹp 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 đẹp, đẹp mãi, đẹp mãi không già đó, thì sẽ không có sự nhàm chán sắc bởi nó có sự nhàm chán. Mỗi ngày nó càng đẹp lên đẹp lên đẹp lên, nó nhàm chán cái gì, đúng không? Nhưng mà sắc nó phải có thứ đẹp mà sắc nó có khổ đúng không, sắc nó có khổ đúng không, nhờ gì nó có khổ cho có sự nhàm chán sắc đúng không? Có nhàm nhàm chán sắc thì nó mới dẫn tới sự lìa bỏ sắc, không bám giữ sắc á, không bám giữ sắc mà không bám giữ sắc nó dẫn tới sự thanh tịnh, đây là nhân duyên khiến cho thanh được thanh tịnh. Đây là trường hợp của bà Âm Bá Ba Ly. Vào những cái năm cuối cùng của bà Âm Bá Ba Ly á, của Đức Phật á, giờ ra mà mãn hạ thứ 45 á, Đức Phật tới một cái làng ở xứ Wesley á, thì ở đó có một cái, lúc đó bà Âm Bá Ba Ly già lớn tuổi rồi nha, năm mấy 60 rồi á, bà có một cái vườn xoài rất là đẹp, và bà đi tới viếng Đức Thế Tôn. Khi mà bà đi tới viếng Đức Thế Tôn ấy, thì Đức Thế Tôn đã thấy là nó cảnh báo với các tỳ cô này, các tỳ cô Âm Bá Ba Ly sắp đến, hãy giữ niệm tỉnh giác, thông báo trước vậy đó chứ không phải không nè. Mà lúc đó bà cũng năm mấy rồi, 60 rồi. Mà khi bà đi vô không để Đức Thế Tôn á, may là được thông báo vậy rồi, mà một số gì mà tôi ngẩn ngơ bất thần nữa là đủ thấy sắc đẹp của bà cả nè. Một số á, nghe lời Đức Thế Tôn á, giữ niệm lại, nghe thấy nhưng mà không thấy đó. Còn một số mà không giữ gìn con mắt á, là bắt đầu điêu đứng vậy nhan sắc của bà Ma Ba Ly. Thì sau khi cúng dường Đức Thế Tôn xong, thỉnh Đức Thế Tôn ngự tới nhà Trái Tăng xong, cúng dường cái vườn xoài tới để làm từ nguyện cho Đức Thế Tôn. Về sau nữa đó, thì bà muốn nhìn, một hôm bà nhìn nó thấy sắc diện của bà thay đổi, bà đi tới nghe người con trai của bà, con ruột á, là ngài Công Minh Nhán, vị này là xuất gia không giáo pháp này a la hán, mới giảng pháp cho bà nghe xong, bà nghe bà quan hệ tỉnh tính, bà xuất gia trong giáo pháp này.
Một thời gian đó, khi mà bà xuất gia xong bầu thở về đi trên đường về đến từ viện để đảnh lễ gì trưởng lão, thì những vị thầy cô ngày xưa đó mà đắm nhiễm trong nhan sắc của bà đó, mất hồn á, để nhìn thấy ủa bà Nam Bá Ly ngày xưa hả, sao giờ bà tàn tạ dung nhan thế này, à thấy mà xấu như vậy nè, cũng mới tỉnh táo lại, mới phát triển thì quán xét thì giải vô thường chứng quả. Cho nên Đức Phật làm cái gì không phải là không có ý hết đâu nha, thì cảnh báo chứ. Nè, thấy duyên lành của mấy ông thầy cô này rồi, nhưng phải tác động cái đã, cảnh báo chứ, nhưng mà cuối cùng vẫn còn bị đắm nhiễm. Nhưng mà về sau đó gặp lại mới so sánh hai cái hình ảnh này, à lại ra mới à thì ra nó bị vô thường vậy, mới nhàm chán nó mới quán xét chứng quả. Đấy. Còn riêng bà sau thời gian mà coi lại soi gương thấy nè, bà muốn quán xét về hồi xưa bà như thế nào bây giờ như thế nào, là cuối cùng bà cũng chứng tất quả lại. Bà Ba Li á, đệ nhất danh kỹ của Wesley á, chứng đắc quả là hả? Cho nên anh đừng có lấy quá khứ mà áp dụng trong hiện tại nha, căng thẳng lắm ha. Ngày xưa là còn kỹ nữ, cho bây giờ tính A La Hán mà nó chê bai là chắc chắc. Có nhiều vậy nữa, bà Ma Ba Li là kỹ nữ kia. Mà không biết sau này bà là A La Hán rồi. Có những trưởng lão tăng kệ đi kệ trong cái thẩm trưởng lão đi á, mà kể lại cuộc đời bà luôn. Nên đừng bao giờ lấy mà cái quá khứ mà áp đặt trong hiện cuộc đời, hiểu cái này không? Quá khứ là không hề giống người tương lai, trong hiện tại người ta tốt thì sao? Cũng đừng bao giờ lấy quá khứ mà những hiện tại, trong quá khứ có thể là tốt mà trong hiện tại thì sao? Này, cho nên Đức Phật nói rằng nếu như sắc nhất hướng về lạc thì không có ai nhàm chán sắc hết, nhưng mà bởi sắc nó bị vô thường, nó có khổ cho người ta mới nhàm chán nó, nhàm chán nó ta mới buông bỏ nó, buông bỏ nó mới dẫn tới thanh. Anh định hiểu như này không? Đây là kết quả, đó là nhân quả. Còn thiếu bộ của là vô quả kiến, vô nhân kiến. Mà cái người bất biến này nè, người bất biến này nè, người làm nè, tụ tập á, cái dẫn đó là không thay đổi. Người đang tụ tập á, người làm được nhận thấy đúng không? Theo chữ thuyết của B, người làm được nhận thấy đúng không? Đó là người đang tụ tập đúng không? Được nhận thấy đúng không? Còn cái người làm này bất biến đúng không? Phải không? Thì cái đang tụ tập á, vậy cái đây cũng bất biến nữa. Nếu thay đổi thì cái người kia là biến rồi. Mà bất biến là không thay đổi, không thay đổi thì vô quả kiến, rơi vào tà kiến là vô quả kiến. À cho nên B cảm thấy bất ổn. Rồi bây giờ nó tiếp nữa, mình bảo làm người A bảo làm gì ổng nói là người B là làm đúng không? Phải không? Như vậy thì họ này người A là chủ đúng không? Người này là người nghĩ làm, người bảo làm người thấy đúng không? Người bảo làm được thấy đúng không? Nhưng mà có bao giờ người bảo làm luôn luôn là người bảo làm không? Không lẽ à, làm suốt ngày, bảo làm suốt ngày, không có thời gian nghỉ hả? Có bao giờ cái người chủ cái sai người này tới mày làm này đi, làm này đi, làm này đi, làm suốt ngày không? Nói suốt ngày không? Có bao giờ người chủ sai người này tới nói với người đó làm suốt ngày không? Có thời gian nghỉ chứ, thở nữa chứ. Mà trong lúc đó
Nhưng không nói đó, cái người bảo làm này nè, có lúc là ngưng lại đó, nhưng không mà không bảo làm nữa vậy đó. Chứ phút thứ nhất kêu bảo làm, phút thứ hai bảo làm, kêu bảo làm suốt ngày à. Có lúc là ngưng lại đó, đúng không? Thì lúc đó người bảo làm việc hay còn. Vậy người bảo làm này được nhận thấy đó, chứ người bảo làm được nhận thấy đó, thường hay là vô thường? Hiểu chỗ này nha. Người bảo làm được nhận thấy phải rồi, đúng không? Nhưng cái người bảo làm này lúc nào cũng bảo làm hay sao? Có lúc mà nghỉ không? Cái lúc mà không bảo làm á là cái người bảo làm này việc, đúng không? Người người đã thành người im lặng gì nữa. Người bảo làm không bảo làm nữa trở thành người im lặng, đúng không? Mà người bảo làm không còn nữa là người bảo làm bị vô thường. Thì người bảo làm được nhận thấy, thì người bảo làm này vô thường, thì cái lý thuyết bất tiến không những vậy nữa. Nắm chỗ này không? Nè. Bây giờ lượng lại nữa, người bảo làm này nè, người bảo làm bảo cắt đứt những dây cá buộc, điểm nhất, điểm nhất là không được, không thể bảo được. Bây giờ quý vị có ai bảo này anh hãy cắt đứt dây đó bộ ơi, có được không? Thậm chí trong nhà mình nó bảo rằng con hãy là người con có hiếu, dây sức máy nó có hiếu, nó muốn quậy lúc nào nó quậy luôn, có đúng không? Nó bảo biểu nó là nó biểu nó có hiếu đâu, nhưng nó không có xảy ra đâu. Nó vui có hiếu, nó buồn thôi, có không? Bảo rằng này không được đâu, thôi con đừng có lấy nữa. Nó không, một quả tim trì hai tát cũng vàng vậy đó, một hai ra đi à, có phải không? Có bảo có được đâu, thì đừng nói gì cắt đứt dây đó buộc mất công. Có hiểu ý này không? Nè, bảo là không được rồi, mà giả sử thứ hai, bảo thứ hai được, bảo cắt đứt dây đó buộc được, thì cái người trước đây cái người bảo làm á có dây đó buộc không? Có không? Bảo cắt đứt dây đó buộc, cắt đứt được thì người này còn bị dây đó buộc không? Không còn. Vậy người này nó khác với người trước chưa? Khác chưa? Vậy người này có bất biến được không? Cho dù người bảo làm được thấy đó, thì cái người bảo làm này có bất biến không? Cũng may thay, thầy lỗi hiểu chưa? Cho nên buộc lòng B phải đáp là không nên. Trả lời như thế, cách nào cũng bị dướng, cũng dướng vô bẫy hết. Cho dù người bảo làm này được thấy nè, bảo cắt đứt dây cái buộc đi, trước tiên là không được, đúng không? Cho dù làm được đi chăng nữa, thì cái người bảo làm được thấy trước đây còn dây trói buộc, đúng không? Mà bảo cắt đứt dây trói buộc, thì dây trói buộc mình cắt đứt đi, thì cái người này nó còn nguyên vẹn không? Có thể bị thay đổi chưa? Nó đã thay đổi thì cái lý thuyết người bất biến có đứng vững không? Nó sẽ bị sụp đổ rồi. Hiểu chỗ này không? Cả hai trường hợp nào cũng bị dướng bẫy hết. Để buộc lòng là không nên nói như. Thế, hiểu chưa? Rồi, cứ vậy đi. Dạ. Còn nữa cái này còn nhiều lắm á. Như mấy cái luận điểm rồi. Chúng ta đều có một tâm hồn, một hành tinh bất hòa, một sự nhớ, sự thương bao mà chúng con đã trân trọng.